chúng ta đã biết một sự sắp xếp của định mệnh. Chú rể Đào Chí và cô dâu Kim Thanh đã tình cờ gặp nhau trong một dịp cô dâu theo bạn tới cửa hàng tóc của chú rể để học nghề và tìm đường ra nước ngoài lập nghiệp. Họ gặp nhau từ đó và dường như mọi thứ đều cần phải có thử thách. Sau khi học xong, cô dâu sang Đức với mong muốn ban đầu là đem nghề tóc để lập nghiệp tại Đức. Thế rồi định mệnh lại như sắp xếp họ về bên nhau. Và chỉ sau 2 tháng thì cô dâu đã trở về Việt Nam. Và thời gian thấm thoát trôi đi. Sau 6 năm và một ngày đẹp trời tháng 4 năm 2023 thì chàng trai và cô gái ông đã chính thức nói lời yêu nhau. Và họ quyết định về sống chung một nhà sau đó chỉ vài tháng, vì họ biết rằng một điều họ sinh ra. Ngay giờ phút này, cô dâu đang cảm thấy như thế nào? Em sẽ đánh tóc trước khi có mặt của tên nào những người thân của em, bạn bè, đồng nghiệp, những người thân cận nhất với em và đã chứng kiến cái chặng đường của em đã đi qua. Yeah.